Hôm nay 15 tháng 8, ánh trăng trên trời sáng.
là vui khi mà nhìn thấy cái không khí vui chơi rất là nhộn nhịp và tưng bừng của các cháu. Và hòa cùng không khí vui chơi vui tươi này thì tôi rất là phấn khởi. Và trong cái giờ phút những cái phấn khởi này thì tôi cũng có những cái lời chúc cho các cháu luôn mạnh khỏe, chăm học và tiến bộ trong học tập, rồi sẽ lớn trưởng thành và có những cái đóng góp tốt cho xã hội ngày càng phát triển. Chúc cho con em cán bộ công nhân viên dược phẩm Lâm Hà sẽ luôn luôn đạt được những cái thành tựu lớn lao trong tương lai. Qua cái buổi trung thu ngày hôm nay, để có được cái không khí vui tươi nhộn nhịp này, để có được những cái giờ phút như thế này, thì thực sự tôi cũng rất cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty cũng như là công ty dược Lâm Hà đã tổ chức cho các cháu một cái sân chơi, một cái dịp để các cháu biết được nơi bố mẹ các cháu làm việc, để biết được cái nguồn cội của các công việc, và từ đó các cháu sẽ có những cái phấn đấu về sau để thành đạt trong tương lai. Xin cảm ơn.